Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 10.000 token có ký hiệu là CUM nè các bạn. Thì chương trình AirDrop này, các bạn sau khi các bạn đăng ký và làm nhiệm vụ AirDrop thì 10 ngày sau nó sẽ cho các bạn claim được 10.000 token CUM này dưới chocolate cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở link form ra các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn connect login Telegram này các bạn nhập vào người ta các bạn. Thì login Telegram khác là đơn giản các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào các bạn bỏ không đầu nữa 3299 31577 nữa các bạn. 3299 31577 các bạn điền cho chính xác, các bạn bấm vào một nét này các bạn. Sau khi các bạn bấm một nét xong thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra các bạn. Các bạn qua bên con bot nè. Sau khi các bạn bấm nét thì các bạn trở về công bố Telegram các bạn sẽ thấy được một cái dòng tin nhắn này các bạn. Các bạn lục hết trơn các bạn, qua tin nhắn này. Các bạn sẽ thấy được cái công bố Telegram mình nè, các bạn bấm vào một confirm nha các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lại trong web nãy nha các bạn. Như vậy là mình đã tiếp tục các bạn join vào subscribe kênh Telegram đó nè các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi các bạn chơi dân bot. Các bạn có một cái tích màu xanh này là các bạn được nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tweet nè. Để subscribe nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Sau đây các bạn nhấp vào login lại các bạn bấm vào một access nữa các bạn cho nó có dấu tích mới được nha các bạn. Rồi như vậy là mình được nó có dấu tích màu xanh là thành công nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè các bạn. Các bạn chọn cây cọ nè. Rồi các bạn xác minh nha các bạn. Rồi bấm unlock wallet nha các bạn. Bấm connect nè. Các bạn connect với chocolate hoặc là MetaMask mình nha các bạn. Kết nối nè. Rồi sau khi các bạn bấm kết nối xong thì các bạn nó hiện ra có một target 100 token CUM, thì các bạn bấm vào một target 100 token CUM nha các bạn. 100.000 token CUM. Captcha. Để mình dán, copy mình dán, mình kết nối qua với chocolate của mình các bạn. Thì sau khi kết nối với MetaMask xong thì các bạn claim airdrop này thì 10 ngày nữa các bạn mới vào. Các bạn có nét với các bạn claim nha các bạn. Hiện tại nó cũng đã phá rồi các bạn. Chua. Ok, chứ video này mình đã hướng dẫn các bạn có nét với đi. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn claim về airdrop về các bạn. Tôi cần CUM này về. Vậy video mình đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.